giòn. Đây. Rồi tới phiên mình đây anh ơi. Mình sẽ đổi chủ anh em để bà xã mình mình sẽ sâu cận cảnh cho anh em nước giọt đây. Rồi trời mưa rồi nước cũng khá là chảy rất mạnh, còn nếu mùa khô thì nó chảy yếu lắm. Đây là nước nuôi sống cả làng mình á, làng mình là nước này người ta lấy nhiều nhất. Tay nghe đấy. Đó, bên kia là thuộc khu vực Tân Bình, còn bên này là khu vực Đắk Lắk. Người đang lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị lấy ra anh em. Trời mưa rồi anh em ơi, mình ráng tranh thủ. Bạn vì trời đã mưa rồi cho nên tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu thấy hay thì xin bấm like và đăng ký kênh của mình nha, để nhận được video mới nhất anh em ơi. Tạm biệt nha.